Bài test cho tuyển Việt Nam dịp FIFA đầu tháng 10. Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có 3 trận đấu được coi là thuốc thử năng đủ trước khi bước vào vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11. Đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ có 3 trận đấu được coi là thuốc thử năng đủ trước khi bước vào vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á vào tháng 11 với 3 trận đấu chất lượng sắp tới. Người hâm mộ chờ đợi thầy trò huấn luyện viên Chelsea sẽ hoàn thiện lối chơi để hiện thực mục tiêu vượt qua vòng loại thứ 2 FIFA World Cup. Hiện tại, thầy trò huấn luyện viên Chelsea đang tập trung rèn luyện trước khi bước vào những trận đấu dịp FIFA đầu tháng 10. Nhìn vào danh sách triệu tập lần này có thể thấy, phù thủy trắng điền tên 16 cầu thủ nằm trong danh sách ở U23 Việt Nam. Điều này cho thấy danh sách triệu tập ở đội tuyển DT quốc gia dưới thời huấn luyện viên Chelsea luôn có hai nhóm cầu thủ. Một nhóm gồm những cầu thủ đã thành danh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo và nhóm những cầu thủ trẻ ở đội tuyển U23. Việc bổ sung những cầu thủ trẻ đang có phong độ tốt sẽ là một luồng gió mới cho đội tuyển quốc gia. Một mặt tăng tính cạnh tranh giữa các cầu thủ, mặt khác cho thấy lộ trình xây dựng những vị trí chủ chốt ở các cấp độ đội tuyển của huấn luyện viên Chelsea trong mục tiêu dài hạn. Dòng vàng đã có quá trình chuẩn bị từ đội hình đến chiến thuật và tổ chức thi đấu với cấp độ từ dễ đến khó. Đợt tập trung này sẽ là lần đáng mong chờ nhất dưới thời huấn luyện viên Chelsea. Bởi lẽ, ở những lần tập trung trước, người hâm mộ hoàn toàn chia sẻ với huấn luyện viên người Pháp khi ông chưa có nhiều thời gian để hoàn chỉnh bộ khung, cũng như hoàn thiện lối chơi. Mặt khác, huấn luyện viên Chelsea đồng thời phải dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Nhưng lần tập trung này, huấn luyện viên Chelsea chỉ làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia. Cầu thủ trắng cũng đã có thời gian để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào lộ trình mà VFF và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia đã vạch ra. Tuyển Việt Nam đã lần lượt thắng Hồng Kông, Trung Quốc trên sân Lạch Tray, thắng đội tuyển Syria và đội tuyển Palestine trên sân Thiên Trường. Huấn luyện viên Chelsea dần giúp các cầu thủ thấm nhuần triết lý của ông. Đó là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng vào thành tích của dòng vàng ở các trận đấu giao hữu sắp tới. Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 10, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Trung Quốc để thi đấu giao hữu, lần lượt gặp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 10 tháng 10, tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Chelsea sẽ sang Hàn Quốc để gặp đội tuyển xứ Kim Chi vào ngày 17 tháng 10. Tuyển Việt Nam, những toán tính dùng người trẻ của huấn luyện viên Chelsea. Huấn luyện viên Philip Chelsea có nhiều tính toán khi triệu tập số lượng lớn tân binh lên tuyển Việt Nam và mục đích lớn nhất không chỉ đơn thuần về chuyên môn. Cuộc cách mạng để lo âu. Đợt tập trung tuyển Việt Nam lần thứ 4 trong năm nay, thuyền trưởng người Pháp đưa ra quyết định gây ngạc nhiên lớn nhất. Khi điền vào danh sách tới 16 trên 33 cầu thủ còn rất trẻ, bên cạnh các cựu binh chuẩn bị cho chiến dịch tranh vé dự World Cup 2026. Có thể thấy, đây là danh sách có các tân binh hoặc còn rất trẻ đông đảo nhất trong vài năm trở lại đây mà người hâm mộ, giới chuyên môn được chứng kiến. Và cũng vì thế phải âu lo cho tuyển Việt Nam lẫn huấn luyện viên Philip Chelsea. Ai cũng hiểu vài trận giao hữu quốc tế với Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc sắp tới có tính chất vô cùng quan trọng cho tuyển Việt Nam trên con đường hoàn thiện và hướng đến mục tiêu cao. Ở vòng loại World Cup khởi tranh vào tháng 11 tới, cân nhắc lại rằng dù toàn thắng trong các trận giao hữu vừa qua nhưng tuyển Việt Nam còn quá nhiều vấn đề nên việc sử dụng các cầu thủ trẻ ở thời điểm hiện tại mang đến sự bất an như điều hiển nhiên. Đến toàn tính của huấn luyện viên Philip Chelsea, kinh nghiệm cùng những thành công trong quá khứ, huấn luyện viên Philip Chelsea chắc chắn cũng thừa hiểu việc dùng cầu thủ trẻ trong giai đoạn đầu tiên ở bản hợp đồng với bóng đá Việt Nam là mạo hiểm. Thế nhưng, ông thầy người Pháp rõ ràng không thể làm khác khi cần phải xây dựng cho bóng đá Việt Nam và cho chính bản thân một thế hệ cầu thủ mới đủ năng lực, cho tới sự trung thành. Nói đơn giản hơn, muốn các cầu thủ trẻ trưởng thành về chuyên môn bắt buộc phải tạo điều kiện tham dự những trận đấu nặng đấu sắp diễn ra. Và bên cạnh đó, việc uốn nắn cái non bao giờ cũng dễ hơn những người trưởng thành hoặc đã là ngôi sao. Tuy nhiên, mục đích lớn nhất để huấn luyện viên Philip Chelsea đưa ra quyết định được coi gây sốc đối với nhiều người lại nằm về tinh thần nhiều hơn là chuyên môn. Phần lớn các cầu thủ trẻ mà ông thầy người Pháp điền tên tham dự 3 trận đấu giao hữu quan trọng sắp tới có mơ cũng không nghĩ sẽ chiếm chỗ. Nhiều đàn anh ở tuyển Việt Nam với lý do rất đơn thuần, chuyên môn chưa thể so sánh. Nhưng lúc này những Đình Bắc, Minh Trọng, Văn Cường chính thức tạm thay Công Phượng, Văn Quyết, Thành Trung ở tuyển Việt Nam và quan trọng hơn sẽ có cơ hội đối đầu với hàng loạt ngôi sao tầm cỡ châu lục và thế giới trong 3 trận giao hữu tới. Ra sân đối đầu hoặc đơn giản chứng kiến tận mắt Son Heung-min, Hwang Hee-chan rồi Lee Kang-in có thể không mang lại bài học về chuyên môn khi đẳng cấp khác biệt, nhưng tinh thần hay động lực sẽ khác. Vì thế mới nói xây khát vọng chiến thắng, vươn lên cho các cầu thủ trẻ có lẽ là điều mà huấn luyện viên Philip Chelsea muốn nhiều hơn ở lần tập trung này, bên cạnh những mục tiêu về chuyên môn. Tuyển Việt Nam, chờ phép thuật của huấn luyện viên Philip Chelsea. Tuyển Việt Nam còn nhiều việc cần làm trước khi bước vào vòng loại hai World Cup 2026. Trong chờ phép thuật từ phù thủy trắng Philip Chelsea. 1. Kỳ vọng ban đầu từ giới chuyên môn. Trong hai đợt tập trung trước của tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Philip Chelsea hoàn thiện được lối chơi cho đội nhà.
sau đó tiến hành các bước chuẩn bị cuối cùng cho chiến dịch tranh vé dự World Cup 2026, khởi tranh vào tháng 11 tới. Cụ thể hơn, các trận đấu diễn ra dịp FIFA đưa vào tháng 10 này trước 3 đối thủ mạnh gồm Trung Quốc, Uzbekistan hay Hàn Quốc, đội bóng của thuyền trưởng người Pháp chính thức vận hành thử nghiệm lần cuối với những con người, lối chơi vốn được kiểm tra trong 3 chiến thắng hồi tháng 6 và 9 vừa qua. Nhưng, trái với suy nghĩ của số đông, việc huấn luyện viên Philippe Chaussier gọi lên tuyển Việt Nam tập trung lần này có tới gần một nửa là các tân binh còn rất trẻ, nên có thể thấy 3 trận tới thuyền trưởng người Pháp vẫn ưu tiên cho việc thử nghiệm, sàng lọc nhân sự trước khi bước vào chiến dịch quan trọng cùng đội nhà. 2. Đánh giá một cách công bằng, so với 2 trận giao hữu trong tháng 6 thì chiến thắng trước Palestine cách đây không lâu của tuyển Việt Nam ấn tượng hơn rất nhiều. Khả năng kiểm soát bóng, trận đấu, tổ chức tấn công với nhiều phương án đa dạng, khối đội hình phòng ngự ổn định hơn từ tuyển Việt Nam khiến huấn luyện viên Philippe Chaussier hài lòng. Tuy nhiên, bên cạnh sự hài lòng, ông thầy người Pháp cũng còn khá nhiều điều phải căn chỉnh như chất lượng những cú dứt điểm, khả năng duy trì sức ép cùng mối liên lạc xuyên suốt từ các tuyến thi đấu nên bắt buộc phải khác nếu muốn thành công tại vòng loại World Cup 2026. 3. Sau bước chạy đà hoàn hảo với 3 chiến thắng liên tiếp, người hâm mộ cùng giới chuyên môn bắt đầu dành cho thuyền trưởng người Pháp cái nhìn khác. Nhưng nhìn danh sách cùng khối lượng công việc đồ sộ cần làm ở tuyển Việt Nam lúc này cũng chẳng ít nghi ngại đối với ông Chaussier. Bất chấp việc hiểu các học trò trẻ, nhưng để huấn luyện viên Chaussier kết hợp sao cho hoàn hảo nhất với nhóm cựu binh lại là vấn đề khác. Và 3 trận đấu tới chẳng dễ cho huấn luyện viên Philippe Chaussier tạo ra một tuyển Việt Nam phiên bản hoàn hảo nhất vì đối thủ thực sự nhỉnh hơn, thậm chí trên tầm như tuyển Hàn Quốc. Chưa hết, quỹ thời gian dành cho ông thầy người Pháp cùng các học trò từ thời điểm hội quân đến khi ra sân tại vòng loại World Cup 2026 là không nhiều, nên mọi thứ vào lúc này vẫn rất phức phòng. Nhưng dù âu lo thì lúc này vẫn buộc phải đặt trọn niềm tin với chiến lược gia người Pháp cùng với hy vọng phù thủy chẳng có phép thuật. Thực sự để giúp tuyển Việt Nam tốt lên và bước vào chiến dịch săn vé World Cup một cách hoàn hảo nhất, Trung Quốc triệu tập loạt cầu thủ nhập tịch, quyết đòi nợ tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Trung Quốc vừa công bố danh sách đội tuyển quốc gia tham dự 2 trận giao hữu FIFA đầy tháng 10 tới. Huấn luyện viên Alexander Jankovic của tuyển quốc gia Trung Quốc vừa công bố 26 cái tên dự 2 trận giao hữu quốc tế trong loạt trận quốc tế tháng 10 năm 2023 gặp Việt Nam và Uzbekistan. Theo đó, một loạt ngôi sao của đất nước tỷ dân như tiền đạo Guley, trung vệ Giang Liên Bênh hay tiền vệ Gautiani, Wang Dali đều có mặt. Đáng chú ý, trong danh sách này có 2 cầu thủ nhập tịch là tiền đạo Ikeson, Elkeson và hậu vệ Giang Quang Tai, Tias Browning. Tiền vệ nhập tịch Ikeson có gốc gác Brazil. Dù cao tuổi nhưng vẫn có 7 bàn thắng và một kiến tạo ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc và là nhân tố mà hàng thủ của tuyển Việt Nam cần phải đặc biệt lưu tâm ở trận. Sau tài tới, giữa hai đội, trong danh sách này có tới 7 thành viên vừa thi đấu cho Olympic Trung Quốc tại ASEAN 19 được triệu tập gồm Tan Long, Gao Tiani, Liu Zhang, Zhu Chenzi, Zhai Guizun, Fang Hao, He Zubeng. Theo kế hoạch, đội tuyển Trung Quốc sẽ đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10 tháng 10 và Uzbekistan vào ngày 16 tháng 10. Lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Trung Quốc phần thắng nghiêng hẳn về phía đội bóng Đông Á. Họ thắng 7 trong số 8 trận và thất bại duy nhất đến ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau 2 trận thi đấu giao hữu trên đất Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ sang Hàn Quốc so tài với Son Heung-min và các đồng đội vào ngày 17 tháng 10. Trong khi đó, đội tuyển Trung Quốc sẽ đá giao hữu với đội tuyển Uzbekistan vào ngày 16 tháng 10 sau khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Danh sách đội tuyển Trung Quốc: Fang Hao, Gao Tiani, Li Ke, Li Lei, Tan Long, Ikeson, Yi Zupen, Gu Saokong, Wang Sangjuan, Zheo Zhan Sainer, Chen Pu, Liu Zhang, Wang Dali, Giang Quang Tai, Gu Lei, Giang Dụ Linh, Giang Liên Bênh, Zhai Guizun, Giang Sang Long, Gu Xi, Zhu Chenzi, Wang Kiều Minh, Xie Guizun, Liu Dianzhu O, Wei Sihao, Xie Pengfei. Tuyển Việt Nam trở làn gió mới. Tuyển Việt Nam đã chính thức bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho loạt trận giao hữu dịp FIFA đầy tháng 10 và để hướng tới vòng loại thứ 2 FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đã tiếp tục giữ nguyên tiêu chí trẻ hóa trong đợt tập trung này. Tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu với các đối thủ rất chất lượng, lần lượt là Trung Quốc ngày 10 tháng 10, Uzbekistan ngày 13 tháng 10 và Hàn Quốc ngày 17 tháng 10. Đây đều là những đối thủ xếp trên đội tuyển Việt Nam ở bảng xếp hạng FIFA. Đây cũng là loạt trận quan trọng để huấn luyện viên Philippe Chaussier chuẩn bị những khâu cuối cùng để rà soát lại lực lượng cũng như ý đồ chiến thuật trước khi tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Nhiều nhân tố trẻ được trao cơ hội đã khiến nhiều người bất ngờ, nhưng cũng cho thấy nhà cầm quân người Pháp đang định vị một tư duy khác trong quá trình thực hiện tầm nhìn dài hạn cho đội tuyển. Đó là sự kết hợp giữa cũ và mới, giữa những cựu binh dạn dày kinh nghiệm với thế hệ kế cận của bóng đá Việt Nam. Trong số 33 cái tên được triệu tập lần này, ông Chaussier gọi lên khá nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024, cũng như ASEAN 2023 như Văn Việt, Văn Cường, Minh Trọng, Duy Cương, Văn Khang, Đức Phú, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Tùng, Văn Vũ hay Thành Nhàn,
Nhìn vào số lượng cầu thủ trẻ ở tuyển Việt Nam trong lần hội quân này, có thể thấy ông Chausseur sẽ tiếp tục quá trình làm mới đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, gần một nửa số cầu thủ ở độ tuổi U23 sẽ được dìu dắt và kèm cặp bởi những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia. Về các quyết định nhân sự, từ trước tới giờ ông Chausseur chỉ giải thích rằng dựa vào phong độ, sự phù hợp lối chơi và nỗ lực cá nhân. Ở hàng phòng ngự, thủ thành Văn Việt được tưởng thưởng sau màn trình diễn tốt ở vòng loại U23 châu Á 2024. Văn Việt cùng Văn Lâm, Bình Định và Đình Triệu, Hải Phòng sẽ được trao cơ hội thể hiện ở 3 trận đấu rất hay của đội tuyển trong tháng 10. Còn tại vị trí hậu vệ, ông Chausseur đã đan xen những cựu binh dày dạn trận mạc như Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Tấn Tài, Thanh Bình, Việt Anh cùng nhiều nhân tố trẻ như Tuấn Tài, Minh Trọng, Duy Cương, Hồ Văn Cường. Trong đó, Hồ Văn Cường và Võ Minh Trọng đã thể hiện độ tinh quái khi tham gia tấn công và chắc chắn trong khâu phòng thủ và được rèn luyện. Thi đấu cùng các đàn anh kỳ cựu cũng là dịp giúp họ học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và tự tin hơn ở chặng đường phía trước. Hàng tiền vệ được chú ý khi rất nhiều nhân tố trẻ từ đội U20, U23 Việt Nam góp mặt. Những Đức Phú, Đình Bắp cũng được tạo cơ hội lần này. Trong số này, Đức Phú là tài năng trẻ, đã sớm có một suất chính thức trong đội hình câu lạc bộ Phổ Hiến, hiện là câu lạc bộ PVF, Công an Nhân dân, tại giải hạng nhất quốc gia. Lối chơi của tiền vệ phòng ngự này chững chạc không kém các đàn anh thi đấu tại V-League. Điểm yếu của Đức Phú là ở ngoại hình cao 1,7m, song tài năng trẻ sở hữu nền tảng thể lực bền bỉ, kỹ thuật cá nhân khá tốt, có thể thoát pressing hiệu quả và tổ chức thu hồi bóng, phản công nhanh sắc bén. Cùng với đó, tiền vệ trẻ Đình Bắp cũng là gương mặt xứng đáng. Khi anh đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải hạng nhất 2023 trong màu áo câu lạc bộ Quảng Nam, tiền vệ 19 tuổi góp công lớn giúp đội bóng xứ Quảng đăng quang mùa giải 2023 và trở lại đấu trường V-League khi ghi 8 bàn thắng, 7 kiến tạo sau 13 trận đấu. Đáng chú ý, trên hàng tiền đạo, chiến lược gia người Pháp đã bất ngờ loại Văn Quyết, Công Phượng và trao cơ hội cho 3 tiền đạo trẻ U23 Vĩ Hào, Thanh Nhàn và Văn Tùng. Các trận đấu dịp FIFA Day diễn ra trong tháng 10 có ý nghĩa rất lớn để đội tuyển Việt Nam hoàn tất bổ khung cũng như rèn rũa chiến thuật, nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026. Có thể nói, ông Chausseur đang rất muốn tạo ra điểm nhấn mới khi chủ động thử nghiệm nhiều cầu thủ mới.